bán rồi. Bán thì mà người ở đây. Quay lâu rồi. Mày quen người ta không hả? Hôm qua có mấy ông già không vào đây đúng không? Cái ông mà ông hay mua cây của tao ấy. Không, mà hôm qua mấy ông già không vào đây tối đâu. Không, ý là hôm qua có ông vào ông có mua không, mua. Không, bảo hỏi hôm qua ông có vào mua được cái gì không? Hôm qua chả bán được, cho mấy ông già ở Băng Ninh không bán. Không bán được à? Cái ông tối vậy. Đúng rồi. Tối không, chả bán được thì giá rẻ thì giá rách vậy. Ông hỏi mua cái gì đấy? Ông hỏi mua cái gì đấy? Cây túc à? Ông hỏi mua cái này này. Cái gì? Cái thang á? Ông Bắc Ninh á? Ừ. Ông hỏi mua cái túc mà. Cái túc to á. Tân Mông Lập ra. Thì hôm nay phiên chợ nó ngày rằm tháng 8 các bác, rằm Trung Thu nên là nó vắng. Một số chỗ nó vẫn có. Đi xem. Bắt đầu chỗ nhà ông Lập tầm. Cái cần thăng này cái hôm trước đây. Chả cái gì mới nha ông Lập, chả cái gì mới. Ở nhà ông lúc nào cũng thế này mà. Ngày nào của nhà ông cũng là chợ. Chung là toàn làng nhà cây cối làng nhà nhà. Này về Hải Châu đây thì hết 4 quả. À, quả hết. Hải Châu rồi. Dán quần thụ, dán quần thụ. Đây dợ lòng hoàng lá, dán quần thụ này, mẹ biết cũng vậy, có đấy. Bây giờ có cây xanh kia, mà chả ăn thua. Sam núi Mai Chữ Thủy. Và những hàng nó cứ đúng là hàng chợ, nó cũng rất hàng chợ ấy luôn. Có cái cần thăng này thì sáng sủa hơn tí nhưng mà lại thót ngọn quá, ngọn bị thót quá. Thót. Thì kỹ cái sẹo đây chứ. Đấy, xong rồi cái quýt này thì chán lắm. Xa khu vực Chị Liên nhá, quá nhá. Đẹp ghê, mun lên 2,5 triệu. Mun 2,5 triệu. À. Chị Liên. Liên đây này. Ủa. Sung này mẹ. Ra quả đến chết thôi. Liên. Sung này ra quả đến chết thôi. Đấy, làm con đấy đấy. Bao tiền cho này? Một triệu. Mua cái này nhỏ nhỏ. Ra quả đến chết thôi nhỉ. Chứ sao, anh quả hàng tháng này có người hàng cấm, nước bẩn, đặt cấp, thả nước quanh cho người tháng ra quả. À nhỉ, giống sung mà nhiều quả giống thế. Giống các quả, quả chu. Còn cái giống già mấy nó cũng không có quả. Nhiều cây sau phải tươi, chả ra quả được quả. Thế nên bao tiền? Ừ, tí xem. Đây 1 triệu này. Quả gắn đấy. Quả này là vừa nhắm được, không gắn gì cái này. Cái này là quả thật. Đây đây, cứ ngồi cho lên thì hay xong làm chai rượu. Đấy. Thế là ngồi ngắm vặt. Mà cả tuần không hết. Đúng không? Thế là sướng rồi. Vặt cả tuần không hết. Đây bao tiền đấy? 1 triệu nhé. Sung ổn. Đây sẵn thả nước thôi, mắc khỉ. Bao nhiêu? Châu. Kênh Châu.
nay mang đi hơi ít gì nhỉ? Nay mang đi ít hơn mọi khi nhỉ? À nay rằm nhỉ? Đảo nào vắng vắng? Sang giàu, chơi này cho nó giàu. Mùn lên. Vâng, con ấy bây giờ nó lên 18 rồi anh ạ. À, có một đồng chí cũng chuyên sâu đấy, ít thì ra. À, ông này cũng chỉ toàn hàng trên chục thôi. Mang anh. Vâng, tay này nó trẻ nhưng mà nó chơi chuyên sâu đấy, chắc thi thoảng ra chợ tí. Vâng, nói chung là ra xem thôi chứ chả lấy được. Vâng. Nay nó rằm ít nhưng mà một số cây cũng hay, có khoảng độ 3-4 cây hay thôi nhưng chả lấy được. Vâng, vừa cao với lại chưa đủ kết lại để lấy. Rồi kia tí anh cứ ra tí chơi tí cho vui. Vâng anh nhá. Vâng anh nhá. Nhiều em ạ. Ổi. Ba đồng à, hơi to nhỉ. Và con này hơi to. Cái dâu này bao nhiêu? Rộng. Hai đồng. To nhỉ. Rất đi chơi cái cảnh ngày mai xong giống gần một cây rồi. Mua này. Trông có giờ thì đàn bàn ghế. Không trông chơi nhiều ạ. Canh châu, chim châu, tước mai này. Cái mun bao tiền? Cái này. Mun kìa chị. 2,5 triệu. Được mỗi tí mặt này, chia lũa mình không thích. Rất mỏng manh, lá rất mỏng manh. Toán lắm đầy đấy. Không thể thích, không thể ưng. Để xuống đi nữa.
nhìn rất hoành tráng nhưng mà không ăn thua, lượng nghệ thuật nó không cao. Đấy, ổi nhá, cùng là hán.